anh lo mấy cái dự án gì của anh hả? Em biết rồi, em biết rồi. Dạ, dạ, nhớ nha, về thu xếp nha, ngày nào tiếng chửi em, em nhức cái đầu quá à. Thì ra mắt tí em. Dạ, dạ. Em vui quá, mỗi lần nói chuyện nha là em vui quá. Em có máy nha, em có máy nha. Trời ơi, vui quá à. Trời ơi, yêu của tôi thương dễ sợ luôn á. Trời ơi, anh nói là anh thi vậy mắc tiếng. Đợt này là tiếng không thể nào mà tiếng chửi mình là mình ế được nữa rồi. Ngày xưa, ngày xưa, có một nàng công chúa đang đi lang thang trong nhà và nghe điện thoại. Nàng hái hoa, bắt bướm. Bỗng nhiên, có một vị hoàng tử từ xa đi bộ tới, ngắt một nhánh lá, bước vào, gặp nàng công chúa. Hoàng tử liền quỳ bến bên chân và nói nên lời tỏ tình: mình yêu nhau nhé. Không. Sao kỳ vậy? Anh đi khùng hả? Ủa, cái kết thật là vô hậu quá vậy. Vô hậu gì? Tặng em à. Tặng gì? Anh ngây quá anh Chuẩn. Trời ơi, sao anh đủ chiêu nhiều trò vậy hả? Hả? Ngày nào qua đây bày hết cái trò này tới trò kia. Anh biết mà, tại vì anh muốn chinh phục tình yêu em. Anh bây giờ chỉ còn cách vậy thôi à. Bây giờ anh không có tiền để dắt em đi shopping, không có tiền để dắt em đi sàn nhảy, không có tiền để mua hộp sàn cho em, chỉ còn cách này thôi. Mình yêu nhau nhé. Không. Rồi, như vậy luôn hoài vậy luôn vậy. Hôm nay tôi là công chúa, anh là hoàng tử, còn hôm qua là gì anh nhớ không? Hôm qua anh làm gì anh nhớ không? Hôm qua anh tỏ tình cách khác. Làm gì? Hôm qua anh làm người nhện. Sao vậy trời? Đang đứng trước nhà hóng gió, ở đâu đu trên trời, đu dây xuống, chọc ngược cái đầu xuống như người nhện vậy đó. Giống người nhện làm em bất ngờ mà. Rồi kết quả làm sao? Kết quả là anh lựa ngay sợi dây một, nó bị đứt dây té cắm đầu với giờ giờ còn sưng cục chưa lành. Đấy rồi. Anh á, anh làm đủ trò tôi nhức đầu lắm á. Bữa thì người nhện, bữa thì người khác, ngầm kia nữa người gì? Đó là sức mạnh tình yêu mà, sức mạnh tình yêu làm ai đó. Ai hành anh, ai hại anh vậy? Đó, cái thằng nhỏ xíu vậy nè, nó có mặc đồ, nó có hai cánh chút ép vậy nè, cầm mũi tên chút xíu bắn chi. Thằng ngu biết thân tình yêu á. Anh rảnh quá. Ngày thì người nhện, bữa trước thì siêu nhân. Trời ơi. Anh đúng rồi, bữa đó làm siêu nhân đó, em nhớ không? Anh làm siêu nhân đó. Siêu nhân cái gì? Bữa đó người ta đang nấu cơm, chuẩn bị nấu cơm buổi trưa cho tí ăn, nắng non đứng ra ngoài đang vo gạo. Bây giờ muốn gì thì đứng múc cho tôi ca nước bỏ vô, tôi vo gạo là được rồi. Cũng mày đặc lắm, anh làm siêu nhân. Ừ. Mà ở đâu ra, mặc cái quần màu xanh, chùm cái mền màu đỏ. Siêu, rồi sao? Siêu nhân Việt Nam. Siêu nhân Việt Nam, Trường Giang Việt Bảo. Không có, anh làm sao Trường Giang Việt Bảo nổi, anh chỉ múc nước cho em vo gạo thôi. Anh rảnh quá. Anh phải thể hiện sức mạnh mạnh anh chứ, em đang vo gạo lên mà. Nè, siêu nhân mà. Bắt sách nguyên thu nước luôn, sách nguyên nước. Đổ nước vô cho em vo gạo, em nhớ vụ đó không? Rồi kết quả sao? Sao nước nó nặng quá, mới dở lên đây chưa kịp đổ nước nó ập xuống đầu luôn. Rồi xong bữa đó, nguyên hàng xóm láng giềng phải vớt anh ra từ cái lu. Đó bây giờ, anh siêu nhân Việt Nam. Siêu nhân Việt Nam, Việt Bảo đúng không? À. Anh rảnh quá à. Anh cứ làm vậy hoài, anh làm đủ thứ trò, tôi cũng nhức đầu với anh đó. Tôi không biết ngày nào anh người này, ngày mai anh người kia nữa. Thì rồi anh bữa trước nữa là người nào nữa, bữa leo dừa đó. Cái bữa leo dừa mà nguyên cái shop chửi tôi. Bữa đó anh làm Batman. Ủa, Batman nữa hả? Trời ơi, tôi đã nói rồi, tôi nhờ thằng Tí nó leo dừa giùm tôi rồi. Cũng mày đặt lắm, Batman, siêu nhân gì đó. Trời ơi, nghĩ sao, để đó, anh leo cho. Đúng rồi. Nửa tí mới leo lên trên đọt dừa. Rồi anh leo lên trên đọt dừa, anh nhớ làm gì không? Anh nhớ bữa đó mà, bữa đó em muốn hái mấy trái dừa nè. Anh làm Batman, đâu để tí được, anh phải chứng tỏ tình yêu của anh chứ. Đó, nè, leo lên đọt dừa nè, hai tay bạc, 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 bạc. Đó, anh leo lên bút đọt dừa luôn. Xong đó đọt dừa anh hét. Lên đọt dừa anh hét, chứng tỏ anh hét lên ba chữ, em nhớ không? Anh yêu em đúng không? Không phải, cứu tôi với. Tại biết sao không? Tại có sức leo lên rồi xong giờ không có sức leo xuống, bây giờ không dám buông tay đứng đó vậy hoài luôn. Hôm sau anh còn có một kỷ niệm là anh cuối cùng anh tuột xuống. Hết leo nổi rồi tuột xuống. Giờ hai háng dợp luôn à. Thấy chưa? Chị anh mà cái xóm nói tôi là hành hạ anh đó, tôi đâu có mướn anh đâu. Ai hại anh vậy? Ai hại anh vậy? Có cái thằng nhỏ xíu có cánh xíu cầm như bán thần ngu biết đó, tình yêu. Cô biết gì? Tôi đã nói rồi, tôi là tôi không có thích anh, bởi vì sao? Tôi có người yêu rồi. Mà người yêu của tôi... Thằng hai cái gì? Thằng hai cái gì? Thằng nó hơn gì tôi chứ? Thằng nó hơn gì tôi? Thằng hai cái gì? Nè, nó cái tên đó là thua tôi nè. Tôi tên Chuẩn nè. U ớ nè, ông Chuẩn Trưng hỏi Chuẩn nè, có dấu hỏi nữa nè. Thằng hai cái gì? Nó A, hờ ha. Tên có hai chữ, thằng hai cái gì? Thằng hai đúng không? Hai nào? Thằng hai em nói người yêu em á. Người yêu tôi. Trời ơi, tôi đã nói. Trời ơi, không có hiểu gì hết. Tôi nói là tôi nhắc tới người yêu của tôi là tôi vui.
vui vậy luôn á hả? Người yêu tôi em biết không, tôi vui bởi vì sao? Người yêu tôi đẹp hơn anh, người yêu tôi giỏi hơn anh, người yêu tôi nhiều tiền hơn anh, không có nghèo sơ nghèo sát như anh. Anh coi kìa, người yêu tôi mặc đồ đẹp lắm, không mặc đồ nhăn nheo gớm ghiếc như anh đâu, anh hiểu không? Anh nghèo à, bây giờ anh chỉ có cách đó chinh phục em thôi. Chinh phục gì? Người yêu tôi. Trời ơi, mỗi lần nhắc tên đó là em vậy luôn hả? Bởi vậy bà con đồn em không có sai, em đúng là đồ lãng thúi à. Không có, tại tính anh thẳng bà con đồn sao là anh nói cho em lãng thúi. Mà anh biết mỗi lần anh nói em lãng thúi là thế nào không có kết quả. Anh đã chuẩn bị tinh thần rồi, em nói gì đi, nói gì với anh đi. Đó, tôi biết mà. Mỗi lần tôi nói lãng thúi là tôi phải lủi điên tháng à. Hẹn em tháng sau gặp. À không, anh không bỏ cuộc đâu. Ngày mai em sẽ qua nhà anh tỏ tình tiếp. Ngày mai anh sẽ là siêu nhân cao. Nơi nào có bất công, nơi đó có ta. Nơi nào có ông ha ha là chỗ đó có ông chẩn. Đợi đi. À không, thì nào mai mới để như vậy. Mình đi bộ phải như vậy. Shit. À. Đi về, đi về. Ờ, bong bong nên tặng lại sao đem về được. Đi về. Hẹn hẹn em ngày mai, anh sẽ là siêu nhân cao. Bé nó bây giờ đó. Shit. Trời ơi, thiệt luôn, riết chơi với người không bình thường, chơi với siêu nhân, Batman, Spiderman gì không à. Bật hết cái mình à. Mệt quá à. Người yêu người yêu gì mà hẹn hoài, không có chịu gặp mặt gì hết á. Sao, đợt này tiếc không bao giờ, tiếc đó mình ế được. Ai vừa đó mày hả? Ủa tiếc. Bà nấu cha mà con gái con lứa đứng ở trong nhà cười sằng sặc như con điên. Tao nói thiệt mày, con mình mày thôi đó mà tao chịu còn không nổi. Giờ này chưa lo cơm nước gì hả, đứng cười sằng sặc á. Tí này nào ông chửi bẻ con. Lá bẻ cây vô chi dắt lên đầu hả? Ông chuẩn tặng á. Mày làm gì mày vui mày cười dữ à? Vui chứ, trời ơi. Tí đừng có nhắc tới niềm vui đó. Mỗi lần tí nhắc tới là tí sẽ chửi con vô duyên bởi vì... Mày vô duyên thiệt. Không phải vô duyên thường mà vô duyên đạnh á. Ha. Con gái con lứa gì mà kỳ cục. Tao nói thiệt mày, nhiều khi tao đi ra đường tao quê tao nhục nhã với người ta về cái cách ăn mặc của mày không. Con gái nhà quê mà ăn mặc, tao nói mỗi lần mày ăn mặc là tới mùa lúa là tao phải đền tiền cho người ta. Ủa, con ăn mặc thì liên quan tới mùa lúa. Ủa, không phải nữa hả? Mỗi lần mày đi trên đê trâu bò thấy mày nó còn phóng mẹ hết xuống ruộng à. Chậm lúa sao tao phải đền. Sao vậy tí? Trâu bò mà còn chạy mặt mày mà. Ủa, con gái nhà quê mà coi ăn mặc à, thấy không? Áo thì cam, ở ngoài thì xanh, dưới thì bông, dài thì nhọn quắt, thì gốm. Bộ bà ba mày đâu? Bộ bà ba mày đâu? Trời ơi, tí ơi, thời buổi này ai mặc bà ba nữa tí ơi. Mặc gì nó mới phi sình, tí hiểu không? Cái gì? Mặc gì mới phi sình? Mới thời trang. Thời trang hay than trời? Bà nấu cha mày ăn mặc tiếc hồi, tao nổi điên rồi, tao đập cái cha mày giờ. Mà con mặc thì liên quan gì tới trâu bò? Trâu bò nó thấy mày nó chạy, nó sợ, nó chạy đó. Thiệt mày, con đứa con gái mà đẻ ra không giống tao chút nào. Toàn giống má mày không, vô duyên là chưa từng. Nè. Trời ơi, tí nói gì tí không sợ tội má hả? Đâu phải mình má đẻ ra con đâu, có tí hùng trong đó nữa mà. Tao hùng có một chút mà. Còn bả bồng cho mày bú cả đời mà. Bởi mày lay bả là đúng rồi. Mà tao cũng hiểu sao ngày xưa tao lấy được con vợ vô duyên vậy. Mà ở được mới ghê chứ. Nhưng mà hồi xưa khác, giờ khác nha. Tao nói thiệt mày, cái thử này là không ai rước mày đâu nha. Trời ơi, ngày nào tiếp cũng ca mày ca đó, con chán quá à. Con đã nói tí rồi, con không có thích ai trong cái xã này, trong cái làng này, trong cái huyện này hết. Tí đừng có làm mai, đừng có nói nữa. Bị sao? Bị con có người yêu rồi. Mà yêu con ở đâu? Người yêu của con ở trên Sài Gòn. Mà mỗi lần mà con nhắc tới anh nó ở bệnh viện tâm thần hả? Đâu có tí. Anh ở Sài Gòn. Mà tí biết không, người yêu của con nha, anh giàu lắm. Mấy cái gì mà nhà bự 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 mà anh nói chung cư gì đó ở trên Sài Gòn là ảnh xây, là của ảnh. Ảnh làm tổng giám đốc luôn á. Ê, nói vậy là nó làm bên bất động sản hả? Đúng rồi tiếng, đúng rồi anh. Rồi, vậy là nó hốt mày là đúng rồi. Mấy thằng bất động sản bây giờ nó bất động rồi nó sản hết rồi. Nó đi kiếm mày là đúng rồi. Kiếm mày hai đứa vô bệnh viện điên được. Thế nói kỳ quá, con có người yêu tí phải mừng cho con chứ. Cậu dẹp đi. Chừng nào á nó về đây hẳn hay. Đứng nó nói nhảm không à, trưa rồi. Đi chợ nấu ăn đi.
muốn ăn gì? Bữa nay tự nhiên là thèm bông súng mắm kho đó. Trời ơi, tưởng cái gì bông súng mắm kho đơn giản quá mà. Mắm thì trong nhà có, bông súng thì tí ra ngoài đìa tí hái đi. Con đi ăn hủ tiếu. Đẻ ra nuôi nó lớn, thèm bông súng mắm kho, nó biểu nhào xuống đìa hái ăn đi, nó đi ăn hủ tiếu. Mà tôi nói thiệt, tôi vô phước. Vô phước quá mà. Đôi khi lòng muộn yêu em thật nhiều. Anh tính cho trái lại con. Cho em là cái lá tròn của tình tay cây đôi tay. Làm sao chúng đường chúng lớn. Coi, nhà này không có rước ca nhạc. Chào bác. À, căn nhà này không tốt lắm. Rất âm u, mờ mịt, ám khí đầy. Có một người lớn tuổi trong căn nhà này sắp đi. Bà nội cha ta biết than cái chết của mày không nha. Sáng sớm mà tao nổi điên à. Mày vô nhà tao mày không cần biết chủ nhà là ai, mày bắt tay xong mày nói nhảm hả mày? Hả? Bác có thể không tin con, nhưng theo những gì con thấy được thì tại căn nhà này 5 phút nữa sẽ có máu đổ đầu rơi. Ám khí, sự cô đơn lạnh lẽo thể hiện ngay tại căn nhà này. Bác hãy nhớ lại đi, những lúc cả nhà đi ăn dỗ xa, căn nhà này rất trống trải, đúng không? Đúng rồi. Mỗi lần mà tao đi ăn đám dỗ là tao với con tao đi là căn nhà này bỏ không vậy hả? Rồi thằng này nó làm thầy hết sao mà hay dữ vậy trời. Quên, con quên giới thiệu với bác. Con xin trân trọng giới thiệu với bác. Con tên là Điệp. Trần trùng trùng Điệp Điệp. Nghe cái tên là thấy mệt rồi. Có thể bác hơi ngạc nhiên. Thoạt đầu bác nghĩ là tên Điệp là do ba má con mê cải lương. Đúng rồi, chắc má mày mê cải lương mới đặt tên Điệp nè. Điều đó hoàn toàn sai lầm. Bà già con và ba con không hề mê cải lương mà vẫn đặt tên con là Điệp. Con không hề biết lý do tại sao. Khi con lớn lên đủ nhận thức, con mới hỏi là tía má ơi, tại sao đặt tên con là Điệp? Điệp, Điệp, con nói lộn. Tại sao đặt tên con là Điệp? Nhưng họ không trả lời. Sao vậy ba má gì chơi kỳ vậy, sao không trả lời? Chết rồi, sao trả lời? À, mày chờ tới lúc chết thì mới hỏi hả? Đúng rồi. À, rồi, hiểu rồi đó. Trời ơi, phải có con gái tao ở nhà nữa đỡ biết mấy. Ngày hôm nay, con đến đây để báo cho bác một tin buồn lắm. Tin gì? Trong căn nhà này sắp có một cảnh tượng ghê gớm. Máu đổ đầu ra. Mày đứng mày nói nhảm hoài, tao đập mày à. Bác để con. Có phải bác đang muốn bán đất đúng không? Cái này đúng, tao chưa đăng lên sao mày biết? Bán đất ở đâu? Ở ngoài mặt lộ, ngoài này nè. Bán đất ở đó xong bán căn nhà này luôn đi. Nếu ở căn nhà này lâu dài sẽ không tốt cho gia đình bác, cho dòng họ bác, cho tàn xã hội. Ông mắc mớ tao ở đây dính líu gì tới tàn xã hội, mày nói nhảm mày ơi. Mời bác ngồi. Cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Bà nấu cha mày bán cà rem thì nói mẹ nó bán cà rem đi vô rừng rừng à. Không có bán cà rem, bác hãy ở yên đó. Trong căn nhà này có nhiều ẩn khuất, con sẽ là người giải đáp. Trong căn nhà này có nhiều điều khoa học chưa chứng minh được, con sẽ là người chứng minh được. Tại đây, ngày xưa có phải bác đã từng đào một cái lỗ để chôn cái gốc cột nhà đúng không? Thì nó còn miếng đá để không chôn cột nhà chôn ông nội mày dưới hả? Tôi đứng nói nhảm không à? Con nói cho bác biết, căn nhà này nằm ở hướng mặt trời lặn là không tốt. Mắc mớ là không tốt. Bởi vì sao? Mặt trời mọc ở hướng đông, lặn ở hướng tây. Khi mặt trời lặn, rà cũng nhau lên chuồng đi ngủ. Đó là điều không hề tốt. Mặt trời lặn là gì? Khi hoàng hôn buông xuống, nó sẽ chìm dưới đáy biển. Khuất sâu dãy núi là ánh hoàng hôn. Cuộc đời bác nếu không đổi căn nhà khác cũng sẽ chìm dưới đáy biển. Sẽ chìm vào trong lòng đất. Bác sẽ đi xa,
để lại con của bác bơ vơ một mình trên cõi đời này. Rồi con cái bác sẽ về đâu? Nó sẽ bơ vơ trong đêm một bàn chân nước bé chiên. Mày tới mày trù ẻo tao không nghe. Ngồi xuống. Để tao suy nghĩ đã. Bác cứ suy nghĩ. Nhưng tôi nói cho bác biết, mày nín đi, mày cho tao suy nghĩ âm. Trong căn nhà này nếu lại hướng mặt trời lặn là hướng không tốt. Bác có hiểu gì sao không? Mặt trời mọc ở hướng đông, lặn ở hướng tây. Khi mặt trời lặn, gà rủ nhau lên chuồng. Đúng rồi. Mày ngồi giùm tao đi. Nó nói đúng. Ok, lỡ coi luôn. Trong căn nhà này nếu trong vòng 5 phút nữa không có sự thay đổi, sẽ có cảnh máu đầu đuôi máu đổ. Chính xác. Mày nhảm hoài. Còn nói cho bác biết, căn nhà này hướng mặt trời lặn đã là không tốt. Nồi xét về hướng gió, nếu mà gió trực diện phạt vô mặt, bác cảm thấy thoải mái. Nhưng xui thay cho bác, căn nhà này gió sau lưng, gió ảo tới. Đó, bác trúng gió. Bởi vậy bác thấy người ta cào gió sau lưng không, thấy không? Có ai cào gió mà cào nghe vú đâu. Không có. Tại sao như vậy? Bác phải suy nghĩ. Có những điều khoa học chưa chứng minh. Nếu chưa chứng minh được thì chúng ta phải chứng minh. Còn nếu chúng ta không chứng minh, trong căn nhà này trong vòng 5 phút nữa sẽ có cảnh đầu rơi máu đổ. Đúng rồi. Mày nói câu nữa tao vô tao giác dao tao chém mày à. Cho nên bác phải suy nghĩ cho kỹ. Tại sao? Tại sao số gió sau lưng ào tới cũng là phía sau mà người ta chỉ cạo trên lưng mà không cạo dưới đít? Bác phải suy nghĩ chứ. Cái này khỏi cần suy nghĩ, tao chứng minh được hay hơn khoa học. Bị mày đứng á, có bàn, có ghế, có tủ rồi nó chắn ngang cái mông mày hết rồi. Không bao giờ trúng gió ở mông, phải trúng ở lưng mới đúng. Đúng. Thấy không? Đâu cần khoa học chứng minh. Đó, cho nên con nói bác. Nhưng mà bây giờ này nè, nếu mà mày là thầy thì mày coi luôn giùm tao đi. Coi thử cái gì xấu, cái gì tốt, đặng bác biết bác sửa con. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Sao? Ngay cả cái ghế này cũng không tốt. Sao không tốt? Con nghe tiếng kêu rên rỉ, oán than trong từng thớ tre. Ghế đã có một. Không tốt lắm. Mày ngồi giùm tao cái đi. Kệ cha nó đi. Cái gì nữa? Miếng đất ở ngoài lộ bác bán bao nhiêu? Tính bán 200 triệu. 200 triệu hả? Ờ. Quên đi. Sao vậy? Hãy quên điều đó, hãy chôn nó vào dĩ vãng đi. Tôi nói cho bác biết, thời buổi bây giờ thị trường bất động sản bị tuyết rơi đóng băng hết rồi. Làm gì có chuyện miếng đất mà bán 200 chai. Never, never. Vậy chứ bán bao nhiêu được? Nếu bác chịu đồng ý, con sẽ mua cho bác. Mày mua nhiêu? Con bớt chút đỉnh thôi. Chút đỉnh là nhiêu? Con sẽ mua với giá 120 chai. 120 chai quá rồi. Nhiều lắm mà chút đỉnh hả? Mày bớt gần nữa luôn mà chút đỉnh. Thị trường bất động sản bây giờ tuyết rơi đóng băng hết giờ. Cho nên bác bán đi để chi? Của đi hai người, phước về lại nhà. Còn nếu không là gió ào ào là không chừng sắp tới là cạo dưới đây luôn. Bác nên nghe lời con. Thiệt, con nói cái gì hay có đó. Nếu bác không chịu nghe lời con, trong vòng 5 phút nữa tại căn nhà này sẽ con tao thọt cái dép trong họng mày. Ăn có nói tầm bậy tầm bạ không? Thì biết rồi, để tao giải quyết là tao tính là bán miếng đất đó. Còn cái nhà này nè, nếu bán đất, bác bán đất, bác bán nhà này luôn cho con sẽ tặng cho bác cái chuông. Bán xong đi bán cái nhà xong đi bán cà rem với mày hả? Không, hàng khuyến mãi. Thôi được rồi, ngồi xuống đây đi rồi tính. Bây giờ nhà cửa của ai không kêu ra bàn luôn đi, rồi bán luôn một lần. Thấy không? Có ai đâu, có hai cha con thôi. Tía ơi! Cái gì? Tía ơi, tía! Trời ơi, con gái còn lướt, người ta nói chưa về tới nhà là đã nghe giọng rồi. Tía ơi, nói chuyện gì mà đã kìa? Nói chuyện gì? Chỉ cha con phải chứ lộn rồi. Con nói ra ăn, bữa nay con không ý thôi, ăn hơi mặn. Con nói chuyện nhẹ nhàng mà tự chửi với mặt con vô duyên. Con nói tám tám ơi, bữa nay bán hơi mặn nha, đem lại đi chứ không nguyên cả ngày ế luôn á, là đem vợ chồng về ăn nguyên cái đồ hủ tiếu chửi mặt con. Ba chửi mày là đúng rồi, gặp tao tao bưng nguyên cái đầu hủ tiếu tao ụp trong mặt mày. Người ta chưa bán mày kêu mà người ta ế là người ta chửi mày là đúng rồi. Có ý mà. Đây, vô đây ngồi đây tao bàn. Bàn gì tía? Nhà này phong thủy không tốt, con có biết gì sao không? Chỉ 5 phút nữa thôi, trong nhà này sẽ có đầu rơi máu đổ. Hả? Cái gì ghê vậy tía? Thằng kia nói. Ai vậy? Thầy phong thủy, kim luôn mua đất. Thầy phong thủy hả? Bởi vậy tía tính bán luôn cái nhà này với miếng đất ngoài lộ. Rồi cha con mình đi kiếm cái trò dịch ở. Trò dịch chi? Ra ở đó cho nó mát, gió nó lùa phải đập ở trong mặt. Chứ lùa sau lưng trúng gió.
là sao chứ? Đây nè, mày tới mày hỏi thầy giùm đi. Tao nãy giờ nó giải thích tao già tao không hiểu gì. Dạ thầy, dạ chào thầy. Ủa thầy đi đâu vậy? Đây nè, nói chuyện với con gái tôi giùm. Nói thiệt với cậu á, nhà tôi có mình nó thôi. Đó. Hai đứa bay dông dừa hết hả? Không có nè. Anh Điệp. Lan. Anh Điệp. Lan. Điệp ơi trời. Anh đây là người yêu của con. Mà con nói với tía là muốn về là mắt. Anh là chủ mấy bất động sản sản đó tía. Anh Điệp. Trời ơi anh... Nói đó hả? Dạ. Chết mẹ, hèn gì hồi nãy giờ ta thấy nó cũng sản thiệt rồi đó. Tía ơi, anh xuống đây nhà em không em hả? Trời sao anh biết nhà hay vậy? Nói chung là tình cờ ta gặp lại nhau thôi chứ không có gì thôi. Ta ơi không về. Á khoan, em anh chưa nói chuyện xong mà. Anh tí em lại bán đất. Tía bán liền đi tía. Bán đi xong hai tí con mình dọn lên cái gì mà chung cư mà mấy anh chung cư ảnh xây nè. Bự bự á, hai tí con mình chỗ đó ở. Yên tâm đi, anh yêu con lắm. Anh cho con là cái nhà là bự nhất, đúng không anh? Đúng không anh? Đúng rồi. À, vậy cũng được em, ngồi chơi con, ngồi chơi anh. Ông mấy về nhà chơi được không? Nhà nó chơi đi. Thôi khỏi đi, ngồi đây chơi. Ngồi đây, uống nước đi anh. Trời ơi, anh ơi, trời ơi, tí ơi, chưa. Được vậy cũng mừng. Tại nói thiệt với con á, nhiều khi á, ở đây nó cũng buồn quá đi. Mà con cái của bác á, bây giờ nó quen con, bác cũng mừng. Bị hai đứa cái nồi với cái dung nó giống nhau. Là sao thế? Nồi nào úp dung nấy đó. Cũng sống... thế giới tâm linh không hà. Mày đứng lại đó. Con về. Mày đứng lại đó. Cái gì vậy? Bữa nay anh làm ai nữa vậy? Nay làm xin bác. Anh trừ gian diệt bạo. Mày đứng lại đó. Cái tụi gì bác vậy? Tụi bác có đang phải giặt mặt thằng này. Con theo dõi này từ lâu rồi. Không, mày vô riêng quá mày ơi. Dạ. Tự nhiên mày giặt mặt nó cái gì? Không phải. Nó chà bá cho mày còn giặt đi đâu nữa. Không phải, ý con nói là phơi bày sự thật. Cái gì vậy? Anh bị khùng hả? Xin bác mà. Đó là người yêu của tôi đó nha. Đừng có thấy người ta giàu có hơn, người ta đẹp hơn rồi nói chuyện là bậy là bạ nha. Không có, bác nghe nói nè, mọi người nghe nói nè. Thằng này á, là thằng lừa đảo. Nó không có. Bỏ đi, mệt quá. Nó không có đất đai, bất động sản gì. Nó đi thông tin đồn nhảm với bà con này nè. Theo dõi từ lâu rồi. Nói hả, chỗ này đất quy hoạch, chỗ kia đất sắp sửa sang, chỗ này sắp phóng đường. Chỗ kia nó xạo không mà, nó không có gì hết. Nó bắt người ta, nó lừa đảo người ta, nó ép giá đất người ta xuống nó mua. Thằng này lừa đảo được cái tin đó. Sao mày biết nó? Con theo dõi từ lâu nó nè, nó con bà bảy bơ xúp trên á. Con bà bảy bơ đây ha. Hả? Mà sao tao lên nhà bảy bơ mấy lần tao không gặp? Ai biết nó trốn đâu? Đúng rồi, chắc nó xào á, nó dập dìu dập dìu nguy hiểm lắm. Nó tâm linh tâm lý gì đó, nó dập dìu dìu như con hồn vậy. Ủa? Vậy sao anh nói với tôi là anh là chủ mấy cái chung cư bự ở trên Sài Gòn? Thì đúng rồi, chung cư là của người ta nhưng mà trái đất này là của chúng mình. Chúng mình hả mày? Xạo, mày chết mày. Đau. Ai, đứa mày quen nhau hồi nào? Đứa con quen nhau cũng... Quen nhau hồi nào? Quen nhau được mấy tháng rồi. Tao quen nhau đã bao lâu rồi? Mày, bây giờ tao đâu cho mày nói nữa, nghe. Gặp nhau mấy lần rồi? Gặp nhau... Mấy lần? Mấy chục lần. Gặp nhau mấy chục lần? Dạ. Mày đi lừa lọc con gái tao. Đau nhẹ nhẹ. Tụi mày có với nhau cái gì chưa? Chưa hốn vàng chưa. Gặp nhau trên mạng mà có gì là có gì tí. Trên mạng. Chưa có gì hết hả? Chưa. Hên quá. Này vụ này không mừng nhiều chưa nhất. Chưa có gì. Mày gặp trên mạng mày biết người ta làm sao? Hả? Nó đi nói cái gì mày cũng tin nó? Hả? Tại vì anh chết con, anh nói anh giàu, anh làm bất động sản. Rồi anh nói anh cho con cái hình mặt ảnh thì con biết vậy thôi chứ con có biết gì đâu. Vì sao tôi cãi lại tôi cãi lại cái gì vậy mày? Trong căn nhà này trong vòng 5 phút nữa tôi có máu đổ đầu dơi. Mày sợ mày? Đây, mày chết máu mày. Đổ tao cho mày thấy liền. Khổ tao quá. Đưa ngang là máu đổ liền. Nhà con khổ quá, đi kiếm cơm. Mày đi kiếm cơm, mày kiếm cơm mà mày đi kiếm vậy hả? Hả? Tại sao mày không lo đi làm ăn mà mày đi lượn gạt hả? Làm ăn lâu có tiền, gạt nhanh có tiền. Cái áo này tao thấy quen nè. Không chừng vô miếu bà gỡ đi nè, không? Mày tới thần thánh mà mày còn không tha. Khổ quá. Nè, còn một lần nữa nha, tao lên tới nhà mày nha. Tao nói má mày á, tao cạo đầu mày đó. Con biết rồi, con về. Xin lỗi bác. Đi về mày. Cái vali vàng của mày nữa nè. Thôi cái thằng xin bét kia mày đứng lại đi.
Trừ Giang Việt Bảo cũng nhớ tên mày á, mày con bà bảy bơ đúng không? Mày tên trong cái nhà này trong vòng 5 phút nữa sẽ có cảnh máu đổ đâu. Thôi cũng về, dơ đó. Ôi bảy, không cái gì ăn rồi á, cứ lên mạng rồi nó lên mạng coi ăn bận này bắt chước người ta, nói con nhìn trên mạng con bận nè đó, chửi là đúng. Họ bán họ treo trên mannequin, còn mày mày đem về mày tấp hết lên người mày thấy gớm không? Con gái con lứa gì đâu giờ khóc cái gì, cũng mày khóc. Ta đã nói rồi, thằng chuẩn đây nè nó thương mày lâu rồi, nó đâu có phải là người bình thường đâu con. Đó, nó được lắm nha, ngoại trừ 7 lần té giếng là nó không còn gì nữa hết, sống khỏe mà. Đó, bởi vậy tao nói nó chuẩn không cần chỉnh. Đó, hiểu chưa? Cảm ơn bác. Từ nay trở đi á, không được quen bậy quen bạ nữa, tao quyết định là tao gả mày cho thằng chuẩn rồi đó. Hả? Trời ơi, anh nói rồi, đừng lên mạng nữa, ăn ở không coi phim giống anh đi. Anh chuẩn. Sao? Xin lỗi anh, tôi chửi anh như thú vậy mà anh cũng thương tôi hả? Không có sao đâu, chỉ có thú mới hiểu và yêu thương đồng loại thôi. Anh nói gì vậy? À, không có, chỉ có anh mới hiểu em thôi. Nghe anh nói nè, tình yêu á, đừng có nên yêu từ cái hào nhoáng bên ngoài. Tình yêu là phải xuất phát từ bên trong trái tim. Anh tỏ tình lại nha, mình yêu nhau nhé. Những cuộc phiêu lưu của xin phép. À bỏ đi, anh hết khùng rồi.